Nhìn thấy không? Nồi nước canh rất là nóng hổi luôn. Thế nha, một bát như này là 45.000 nhá. Chào tất cả các bạn nhá. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Thì hôm nay mình xin đưa các bạn đi thưởng thức một trong những món ăn cũng rất là ngon ở thành phố Lạng Sơn. Ăn này không phải là ở Lạng Sơn mà là món ăn này gốc là ở từ Nghệ An ra ngoài này. À, làm cho người Lạng Sơn thưởng thức nhá. Quán chuyên về các món lươn ở Nghệ An các bạn nhá, gồm có này, miến lươn này cũng như là súp lươn. Mình mời các bạn mình vào phía trong xem cách người ta làm một bát miến lươn cũng như súp lươn và thưởng thức một bát miến lươn nhá, xem nó như thế nào nhá. Đấy các bạn nhá, chúng ta hãy cùng nhau xem chị chủ làm món miến nhá. Đây là miến miến giòn hay là miến gì hả chị? Lươn giòn và miến lươn lẫn. À, tức là làm món này là món lẫn đúng không? Cả giòn lẫn lẫn cái lươn kia là lươn gì đấy? Dạ, lươn tươi ạ. À, lươn tươi đúng không? Dạ. À, đây lươn tươi đây các bạn ơi. Các bạn nhìn thấy, đây, đây là một cái nồi lươn tươi nhá. Đây còn có rất là nhiều thứ để chúng ta có thể ăn kèm. Đây, bên này là một cái nồi nước này, nước nhúng đúng không ạ? Dạ, đây là nước dùng đấy. À, nước dùng này là có cái gì mà cái màu nó nhìn nó hơi lạ một chút dạ, chị nhỉ? Đây là sa tế làm từ hành tắm của xứ Nghệ. À. Hành này thơm ấy nhỉ? Dạ, hành thơm ạ. Chỉ có đặc trưng của xứ Nghệ mới có hành tắm đấy ạ. À, đặc trưng của xứ Nghệ mới có được cái hành tắm này. Dạ, đúng rồi ạ. Đấy, rất là nóng hổi luôn các bạn ạ. Thế bên cạnh kia là hai nồi nước gì đấy chị? Dạ, hai nồi nước dùng làm nấu từ nước xương lươn và nước xương lươn ấy. À, nấu từ nước xương của con lươn. Wow, cũng kỳ công ấy nhỉ? Thì một bát miến lươn gọi là thập cẩm như này ấy, thì là bao tiền hả chị? Một thập cẩm thì là mình cũng lấy 45.000 thôi. À, 45.000 trên một bát đúng không ạ? Mình cũng lấy 45.000. Mềm chắc mềm mình cũng lấy 45.000 và chắc giòn mình cũng lấy 45.000. À. Nào đây ạ? Đặc biệt là mình cũng ở Nghệ An. À, cũng Nghệ An luôn. Đấy các bạn nhá, đây là cái lươn đồng thương hiệu rồi. À, chị lấy từ quê của mình Nghệ An lên trên này để làm cho người Lạng Sơn có thể thưởng thức. Đấy mình cho một tí gia vị vào để cho đậm ra. À, một chút mì chính một chút đấy đúng không? Ừ. Kia là đây là lươn mềm. À, lươn mềm. Lươn mềm. Còn đây là lươn giòn. À, lươn giòn. Đây đúng. Lươn giòn với lươn mềm thì nó có cái gì khác nhau hả chị? Nó khác nhau là lươn mềm là mình làm từ nguyên lươn luôn. Còn cái này là mình chế biến làm giòn lên để cho nhiều người nó họ thích ăn mà béo ngậy hơn một tí. À, thay đổi thêm một chút khẩu vị đúng không? À, đấy. Và đây là nước dùng của mình nấu cả từ nước xương lươn và nước sa tế hành tắm đấy. À, wow. Rất là ngon đấy nhỉ. Và ở đây ngoài những cái món này thì mình có thêm những cái món gì nhiều hả chị nhỉ? Ở đây mình có con có lươn xào xả ớt. À. Lươn giòn cháo hành và đặc biệt là mình đang tâm chuẩn bị cho ra một cái lươn lẩu lươn của Nghệ An đấy. À, lẩu lươn Nghệ An nữa. Đúng rồi. À. Rất là nhiều thứ luôn. Đây các bạn nhìn thấy không? Nồi nước canh rất là nóng hổi luôn. Nhâm một bát như này là 45.000 nhá. Thấy mọi người cũng ăn miến nhiều. Anh là kia
Lươn ra thì à phải cắt ra một tí đúng không? Cho rồi. Cũng phải cắt ra chút cho ăn nó vừa miệng. Cái con như nhà mình là để nguyên lươn. À Nghệ An là để nguyên ạ. Đúng rồi, nhà mình để nguyên. À. Để kiếm các bạn. Đây các bạn nhá, còn thêm món miến trộn này này. Chúng ta xem món miến trộn xem nào. Xem có những cái này làm có kỳ công không chị? Không mà cũng nhúng thôi đúng không ạ? Nhưng mà chỉ có lớp không, nó khô hơn. À nó khô hơn đúng không ạ? Mình chỉ có ăn kem để mà dung lên ngoài. À. Giá lẩu lươn ạ. Giá một chút. Dạ rồi giá. Và đặc biệt là mình có hành tươi này này, à, hành tươi này. Củ lại củ hành tá đấy. À củ hành đúng không? Thấy. Dạ. À cho chút rau đúng không? Rồi, chút rau lên. À lươn sao giòn. Lươn sao giòn vào. Em lấy thêm một ít thanh cố bỏ vào cho chị đây. À đây đây ạ. Cho một chút sấp sấp thôi đúng không? À đấy là miếng trộn nhá. Bắt đầu nhìn thấy này nó có ngồi đi để cháu bên hành khô, hành phi lên. Hành phi. Rồi hành phi lên. Đấy. Rồi các bạn nhá, bây giờ mình mời các bạn cùng mình thưởng thức ngay một cái bát miến lươn thập cẩm ở đây. Gồm có, đây các bạn đây, mình có đá quay cho các bạn nhé. Đây là cái món lươn trao giòn, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, đá trao toàn. Và tiếp theo lươn thập cẩm ở đây thì có hai món, đó là món lươn tươi. Các bạn nhìn thấy chưa? Đây là thịt lươn tươi. Thì đầu tiên nhá, mình sẽ phải thử ngay cái nước dùng. Cái nước dùng ở đây mình thấy nó rất là đặc biệt. Đó là mình ngửi mùi rất là thơm luôn. Mình thử trước các bạn nhá. Đây là nước dùng. Nước dùng rất là ngọt các bạn nhá, nhưng mà lươn ấy nó có cái vị tanh ấy các bạn, nên là cái nước dùng ở đây nó có cái vị cay cay một chút, nó làm cho cái vị tanh ấy, vị tanh con lươn nó không nó sẽ không còn nữa. Nước dùng ở đây rất là ok, đặc biệt là mùa đông này bạn này, các bạn uống cái nước dùng này vào ấm hết cả người luôn. À rất là ok. Đây bây giờ mình sẽ thưởng thức ngay một cái miếng lươn trao giòn. Đây các bạn nhìn thấy chưa, lươn trao giòn rất là ngon. Tiếp theo chúng ta hãy thưởng thức ngay đến một cái miếng, đây là món lươn tươi. Mình nhìn thấy mình thấy rất là hấp dẫn luôn. Lươn tươi này thì như chị chủ chia sẻ với mình, đó là lấy trực tiếp từ Nghệ An lên Lạng Sơn này mới chế biến này các bạn ơi. Đấy. Video của mình xin tạm dừng ở đây nhé. Mình đánh giá quán lươn Nghệ An ăn cũng rất là ngon. Nếu các bạn nào chưa từng thưởng thức thì các bạn thể ghé vào đây để thưởng thức một cái bát miến lươn cũng như là súp lươn, một món ăn dành cho buổi sáng cũng rất là ngon. Thì bây giờ video của mình xin tạm dừng đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái số tiếp theo của mình nhé. Bye bye.